bộ phim Nghe nói em thích tôi. Tập 19. Mẹ ơi, con đến Quảng Châu rồi. Vừa nãy con gọi điện thoại cho bố. Bố cứ ho mãi. Con lại lo bố bệnh rồi. Mẹ có thể qua thăm bố giúp con được không? Được. Mẹ sẽ qua đó. Anh cứ thả tôi ở lề đường nhé. Tôi có việc chưa về nhà được. Bệnh viện có việc à? Không phải bệnh viện. Muộn thế này rồi, thôi để tôi đưa cô về. Không cần thật mà, cứ thả tôi bên lề đường là được. Đừng bảo đêm hôm thế này đã qua tìm thầy Ninh của cô nhé. Anh ấy bị ốm rồi, Ninh tưởng muốn tôi qua thăm anh ấy. Thầy Ninh trở nên mong manh yếu ớt từ lúc nào vậy? Sức khỏe của anh ấy không được tốt hả? Gần đây anh ấy đang gặp cú sốc, tinh thần và sức khỏe đều không được ổn định. Thông tin này nghe mà thấy vui ghê. Được rồi, tôi sẽ không đưa cô đi đâu. Cảm ơn anh nhé. Tới rồi, cảm ơn anh. Tôi chờ cô dưới này nhé. Tối rồi không dễ gọi xe đâu. Không cần, anh về trước đi. Bye bye. Lưu Tranh. Thầy Ninh. Thầy Ninh. Thầy Ninh. Thầy Ninh. Thầy Ninh, anh ở trong đó không? Thầy Ninh. Anh làm gì vậy? Anh có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn chứ? Điên à? Xem em muốn ăn gì nào. Cái này nữa.
Có một chỗ rất hay, lần tới cùng đi nhé. Thật ạ? Lần tới cùng đi nhé. Tất nhiên là giả rồi. Ghét anh. Sao thế? Cái quái gì đây? Phục vụ, đây là cái gì thế này? Thêm món hả? Quản lý các cô đâu? Anh nhìn này, trong này còn đầy đây này. Quản lý các cô đâu? Vừa rồi có một anh bảo tôi gửi cho anh mảnh giấy này. Cái gì? Vừa rồi có một anh bảo tôi gửi mảnh giấy này cho anh. Đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Là ông nội mày Nguyễn Lãng làm đấy. Tởm quá. Tôi cho cô biết, tôi phải khiếu nại các cô. Gọi quản lý ra đây. Cho gọi quản lý ra đi. Gọi quản lý. Hay là bỏ qua đi em. Đi thôi, đi gì chứ? Sao hàng này lại như vậy? Anh xem, toàn là đầu thuốc lá này. Đi thôi, đi thôi. Làm sao thế? Trả tiền nhá. Không được, không được. Cho gọi quản lý ra đi. Tôi phải khiếu nại các cô. Được rồi, được rồi. Đi thôi. Quản lý đâu? Em đừng la nữa. Đâu rồi? Đi thôi em. Em đừng bảo. Vừa rồi em tưởng tôi định tự sát thật nhá. Thay anh khỏi rồi à? Gần khỏi rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Chẳng phải đã nói anh 15 ngày hãy tháo ra sao? Giờ mới được 11 ngày. 11 ngày? Nhớ hơn cả tôi đấy nhỉ? Khi học tiểu học tôi giỏi toán lắm. Vẫn có tâm. Sao em đến bất ngờ thế? Là Ninh Tưởng điện cho tôi, nói là anh bị ốm rồi, bắt tôi qua thăm anh bằng được. Lúc nãy tôi gõ cửa mãi anh cũng không mở, còn tưởng anh bị sao. Anh không sao là tốt rồi, vậy tôi về đây. Ninh Tưởng bảo em qua thăm tôi, em chưa thèm chăm sóc tôi đã bỏ về. Em bị ăn nói thế nào với nó đây? Chẳng phải là không sao rồi hả? Tôi bị ốm thật đấy. Alo. Không sao, anh yên tâm nhé. Bye bye. Tiết Vĩ Lâm hả? Gọi em làm gì? Anh ấy chở tôi qua. Tôi nói là anh bị ốm. Người ta cố tình gọi điện đến hỏi thăm anh đấy. Còn hỏi thăm tôi. Em bảo anh ta khỏi cần đi. Chuyển lời. Vừa rồi anh bảo anh bị ốm mà. Sao thế? Đau đầu, buồn nôn. Mắc cùng căn bệnh với Ninh Tưởng. Sao vậy? Cứ nghe thấy ba chữ Tiết Vĩ Lâm là tôi đau đầu buồn nôn, phát bệnh. Người ta có xấu đâu. Sao cứ nhắm vào người ta thế chứ? Tại sao tôi lại nhắm vào anh ta? Em không biết hả? Không. Em không biết thật à? Không biết thật mà. Hay là em giả vờ không biết vậy? Tóm lại em đang khó chịu chuyện gì? Tôi đang ghen, em không nhìn ra à? Vụ này tôi ghen lâu lắm rồi. Tôi sắp làm mình chua chết rồi đấy. Dấm hả? Hài lòng chưa? Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn. Em cũng chỉ muốn tôi thừa nhận chuyện này đúng không? Giờ tôi nhận rồi đấy. Tôi thích em. Vậy chuyện em thích tôi, em có dám thừa nhận không? Dù chỉ một chút trong lòng thôi, cũng tính. Tôi thực sự không biết. Không biết phải không? Tôi có một cách. Thử một chút là biết ngay. Không sao chứ? Tôi không cố ý đâu. Tôi làm anh đau đầu rồi phải không? Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Còn bảo là không thích hả? Đến nhanh vậy, em ăn trước đi. Chị vẫn chưa xong việc đâu. Đừng mà, chị ăn chút đi đã. Thôi, để người khác nhìn thấy thì kỳ lắm. Có gì mà kỳ? Em có thật giật mình đâu.
Lẽ nào chị có ý với em hả? Thằng danh con này. Ngon, ngon lắm. Chị ngồi xuống ăn chút đi. Ngồi đi mà. 5 phút thôi đấy. Ngon phải không? Mua ở đâu vậy? Cho thêm 2 miếng đi. Mấy giờ tan ca? Đến 7 giờ sáng mai. Vừa vặn tan ca xong, chị có thể đưa Nha Nha đi nhà trẻ. Từ từ, từ từ. Bố nó đâu? Đi công tác rồi. Lần này là thật đấy. Còn là chị mua vé máy bay cho anh ấy nữa. Chị à, thực ra hôm nay em đã gặp chồng chị. Anh ta ở quán lẩu, vẫn đi chung với người lần trước. Chị đừng sợ nhé. Chị có bọn em rồi. Em không đặt báo thức hả? Anh nói là đặt rồi cho nên em không đặt nữa. Anh có nói vậy sao? Mau lên. Sao anh đến sớm thế? Chẳng phải tay em bị thương sao? Anh đến thăm em thôi. Bé Tranh, sao vừa sáng ra em đã ở đây vậy? Hôm qua hai đứa ở cùng nhau hả? Sáng ra cối đến gửi tài liệu cho em. Thời buổi nào rồi còn đọc tài liệu giấy chứ? Điện thoại không được sao? Em hoài cổ. Em thích đọc bản giấy mà. Hoài cổ. Thế mà hai tay rảnh thế. Tài liệu đâu? Đưa anh xem nào. Hay là em đang cầm? Mới sáng sớm anh đã đến đây điều tra hộ khẩu hay là đến thăm em vậy? Đi đi. Xem ra thấy em khỏi rồi. Thấy em chưa khỏi thì không thể đánh anh được chắc. Hiểu hiểu. Người lớn cả rồi. Chào các bạn thính giả, mời các bạn đón nghe giờ cao điểm sáng vui vẻ hôm nay. Các bạn đã ăn sáng chưa? Chuẩn bị đi làm chưa? Tình trạng đường xá hôm nay có vẻ khá tốt. Mong các chủ xe sẽ có một tâm trạng mới mẻ, đón chào một ngày mới. Vâng, nhìn từ CCTV trước mắt chúng tôi, giờ cao điểm sáng hôm nay có vẻ hơi trễ hơn bình thường. Em lên trước đi. 5 phút sau anh. Chào Lão Ninh, chào bác sĩ Nguyễn. Lại đến cùng nhau hả? Không cần nói đâu. Hôm nay bắt gặp ở cổng hay tàu điện ngầm? Cổng ga tàu điện ngầm. Khéo quá nhỉ. Đàn em Nguyễn, không còn làm sao? Đi thôi. Anh mua cho em ít hoa quả mà em thích đấy. Anh ngồi đi.
Mình ly hôn đi. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Lần cuối cùng đấy. Con sẽ ở với em. Nhà, xe, tiền tiết kiệm. Chia đôi. Cái gì đây? Xem đi. Nhìn kỹ nhé. Xuân Yến không có bầu. Cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Nhìn rõ rồi. Sao? Vụ này anh đính chính xong rồi nhé. Anh không phải là người tùy tiện đâu. Anh là người thế nào tôi không quan tâm. Anh không phải giải thích với tôi. Vậy chuyện này thì chắc em sẽ quan tâm nhỉ? U não của ai đây? Đây là bệnh án của ai? Sao tôi không biết vậy? Bệnh nhân vừa nhận tối qua. Chắc chắn em không biết. Đây là bệnh nhân đầu tiên em mổ chính. Anh đồng ý cho tôi mổ chính hả? Anh đừng tưởng anh cho tôi mổ chính thì tôi có thể đối tốt với anh. Cho em mổ chính là anh với chủ nhiệm Ninh, chủ nhiệm Tiền thảo luận với nhau, nhất trí thông qua. Tất nhiên. Đề nghị này là anh khởi xướng. Con người anh đây, trước giờ công tư phân minh. Nhưng nếu em vì chuyện này mà nảy sinh chút thiện cảm với anh thì anh cũng vui lòng nhận. Không hề. Một chút cũng không. Anh nghĩ xa rồi. Em xem kỹ lại bệnh án đi. Lát nữa đưa em đi gặp bệnh nhân. Vâng, thưa thầy Trình. Kiểm tra phòng nào, đi thôi. Đi thôi. Đi. Triệu Đại Hỷ, cô thấy sao rồi? Bác sĩ Trình đến rồi à? Hôm nay đỡ buồn nôn hơn rồi. Tôi đang bổ sung năng lượng đây. Tốt, thèm ăn là tốt rồi. Tôi giới thiệu một chút. Đây là bác sĩ Đinh Ý Viện, bác sĩ mổ chính lần này của cô. Chào cô. Chào cô, chào bác sĩ Đinh. Bác sĩ mấy người ai cũng mảnh mai nhỉ. Này cô, ăn chút đi. Thôi cảm ơn cô. Để tôi xem thử vết sưng trên đầu cô nhé. Có đau không? Đau lắm. Còn vấn đề gì khác thì trình bày kỹ với bác sĩ Đinh nhé. Tối nay sang nhà anh nhé. Em phải về nhà thay quần áo đã. Vậy anh sang nhà đón em. Được. Được thôi. Mẹ ơi, con ra ngoài đây. Ra ngoài hả? Vâng, họp lớp ạ. Bố con có hẹn ăn cơm với Tiết Vĩ Lâm đấy. Hay là con chào cậu ấy một tiếng rồi hãy đi. Con muộn rồi, không chờ được nữa. Để lần tới đi. Cái con này, rõ là. Lưu Tranh, đến rồi à? Mẹ tôi nấu cơm xong rồi đấy, anh mau vào đi. Cô lại đi đâu à? Tối qua anh Ninh không sao chứ? Không sao. Thất vọng ghê. Anh mau vào đi, bố mẹ tôi đang chờ anh đấy. Là bệnh gì vậy chứ? Nói ốm là ốm, nói khỏi là khỏi. Tóm lại hôm nay em không nấu cơm được rồi. Thầy Ninh, anh thể hiện tay nghề đi. Sao thế? Buộc chỉ phẫu thuật bị đứt tay. Tay nào?
Đúng là gà quá. Sau này đi đâu đừng nói là học trò anh đấy. Giận rồi à? Không. Em muốn ăn cá nấu dưa. Cá nấu dưa không tốt đâu. Hấp cho em nhé. Anh à. Chào anh, cho con cá đi. Được. Lấy con to ấy. Không lấy con này, không lấy con này. Lấy con kia, con kia. Đúng. Đúng rồi, là nó đấy. Sao vậy? Cá em chọn nó cũng không được hả? Em không nhìn thấy sao? Con đó rõ ràng là độ bão hỏa oxy trong máu thấp. Có chọn thì phải chọn loại phản xạ giật mình mạnh ấy. Càng mạnh thì càng khỏe. Thế mà cũng không hiểu. Học rõ hả? Mỗi anh là giỏi thôi. Anh hỏi em chuyện này. Giả dụ một con cá 500 gram cần hấp 6 phút. Con cá của chúng ta bây giờ là 568 gram, trừ đi 25 gram gừng và hành lúc nãy, thì mình cần hấp bao lâu? 500 mấy cơ? 568. 568. Vậy là 2 trừ 25. 6 phút 5 giây. Là ai nói mình lúc nhỏ học toán giỏi vậy nhỉ? Tỉ mỉ. Bắt đầu tính giờ đi. Còn khoảng 6 phút nữa đấy. Vậy mình làm gì bây giờ? Làm gì? Hay là em hát một bài đi? Tại em bị thương rồi không hát nổi. Vừa đẹp còn gì, micro. Không đâu, em muốn anh hát cho em nghe cơ. Vậy thì năn nỉ anh đi, anh hát cho. Không đâu, em mà không năn nỉ thì anh không hát đâu. Nhanh lên, hát một bài đi mà. Em muốn nghe bài gì? Em muốn nghe bài Ngôi Sao Nhỏ. Sao em chọn bài giống Minh Tưởng thế? Em bắt nhịp đi. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi. Nào. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi. Tít ở trên cao của thế giới này. Anh hát âm thanh vòm cho em nhé. Không không. Nào nào, làm một bài. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi. Làm sao tôi biết được bạn là gì? Nào bên phải. Tít ở trên cao của thế giới này như một viên kim cương giữa bầu trời. Mời dùng. Thế nào? Thầy Ninh đúng là đa tài đa nghệ. Dù cho không làm bác sĩ, đi làm đầu bếp, công nhận. Còn biết hát nữa. Em đúng là đồ nịnh hót. Học bạn nhỏ Ninh Tưởng nhanh quá đấy nhỉ. Không thể thua ngay ở vạch xuất phát được. Nào, ăn thêm cá đi, cho bổ não. Vừa rồi em cố tình đấy. Em muốn cho anh một cơ hội thể hiện bản thân thôi. Cho anh cơ hội thể hiện. Ừ. Vậy lát nữa anh còn cơ hội thể hiện không? Cái này nghĩa là gì? Em cho anh biết cái này là gì đã. Em muốn nhấp một ngụm đã. Có hay là không? Có hay là không? Tất nhiên rồi. Trước giờ ngủ em vẫn phải nghe Ngôi Sao Nhỏ. Cho anh cơ hội thể hiện lần hai. Được. Vậy lần này anh không chỉ biểu diễn âm thanh vòm mà còn phải làm âm thanh nổi. Nào.
Anh xa rồi. Anh đừng củ em. Anh có củ em đâu, nhột lắm. Em xem, cả quả trống nhỏ này, mau xem đi. Em xem kìa, nhảy kia, nhảy kia. Đàm Nhã. Alo, Lưu Tranh à, xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Cậu đến bệnh viện ngay nhé. Được rồi, còn nữa, mình gọi cho Ninh Chí Khiêm mà không ai nghe. Cậu để đó đi, để mình liên hệ với anh ấy. Bệnh viện có ca tai nạn hàng loạt, cần người. Thời này đúng là thể loại gì cũng có. Uống rượu rồi còn dám lái xe lên đường cao tốc. Một người tử vong, 6 người bị thương. Bản thân hắn thì không bị sao? Cậu nói xem, ông trời ngủ gật rồi hả? Mình không ổn thật rồi. Ăn cơm xong mình phải ngủ một lát. Ninh Chí Khiêm đâu? Vẫn đang ở phòng phẫu thuật hả? Vẫn chưa rời bàn. Làm kiệt sức thêm vài bác sĩ. Cái loại này, chẳng phải cậu nói Ninh Chí Khiêm thay đổi rồi sao? Anh ấy thức suốt thế này, nội tiết rối loạn hết cả lên, không thay đổi mà được sao? Được rồi, cậu còn sức thì ăn thêm chút cơm đi được không? Bực mình nuốt không trôi, ăn ít thôi. Hôm qua lúc mình điện cho hai người là đang ở cùng nhau đúng không? Vậy là làm lành rồi hả? Không phải, làm lành thật rồi hả? Cậu nhỏ tiếng thôi. Anh ấy chủ động hay là cậu chủ động thế? Cũng không hẳn là ai chủ động. Thì là cầm lòng không đậu thôi. Thế bây giờ hai người đang thế nào? Mình cũng không biết nữa. Ninh Chí Khiêm không cho cậu một lời dứt khoát sao? Cậu thì sao? Bản thân cậu nghĩ thế nào? Thuận theo tự nhiên thôi. Mình cũng có chuyện này muốn nói với cậu. Mình đề xuất ly hôn với Giang Thành rồi. Lúc trước mình cứ luôn lo anh ta sẽ giấu mình liên lạc với người phụ nữ đó. Giờ thì mình chẳng phải lo gì nữa rồi. Mình từng nói, dù cậu ra bất cứ quyết định gì, mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Bây giờ cậu dũng cảm bước ra thế này, mình lại càng thấy vui cho cậu. Cậu biết không, thầy Ninh từng bảo với mình là em chỉ cần có 2 phút để buồn. Giờ cậu bắt buộc phải uống hẳn hoi để chịu trách nhiệm cho bệnh nhân kế tiếp. Ăn đi. 2 phút đấy, sắp hết giờ rồi. Nguyễn Lưu Tranh, cậu làm mình cảm động quá đấy. Ăn nhiều vào, còn thêm thức ăn cho mình. Nhường hết thịt của mình cho cậu. Cảm động quá mà. Sao thế? Bố Ninh Chí Khiêm tìm mình. Ninh Chí Khiêm, tốc độ thế cơ à? Nghe giọng điệu này có vẻ là không tốt rồi. Chú Ninh, Lưu Tranh à, uống cà phê đi, vừa mang ra đấy, vẫn còn nóng, cảm ơn chú. Này, đây là cậu Tám lớn lên cùng viện với Chí Khiêm, đính hôn. Lưu Tranh, lúc đó cháu cũng đi cùng nhé. Cháu đi làm gì ạ? Chẳng phải Tiêu Nhị nói cháu và Chí Khiêm làm lành rồi sao? Lưu Tranh, cháu gửi bánh ngọt ạ. Ăn đi. Lưu Tranh à, chú có chuyện này muốn nhờ cháu. Chú nói đi ạ. Chuyện là cậu Tám đính hôn, cô nhà cháu cũng sẽ đi. Lúc đó cháu nhất định phải giúp chú cản Chí Khiêm một chút. Cả đến lúc đó trước bản dân thiên hạ lại làm nhau khó xử.
người ta đính hôn, chẳng may mà cãi lộn thật thì khó coi lắm, phải không nào? Vậy hay là bảo Thầy Ninh đừng đi nữa. Thế làm sao được? Nó với cậu Tám là anh em lớn lên bên nhau. Nó mà không đi thì chẳng phải thành ra Chí Khiêm bây giờ tài giỏi quá rồi, khinh thường người khác sao? Cũng phải. Vậy cô Lưu, vợ sắp cưới của cậu Tám là cháu bên ngoại của cô cháu. Cháu nói xem, bà ấy có thể vắng mặt sao? Vậy cũng phải, đều phải đi. Thực ra thì chú có một ý tưởng. Chú đang nghĩ mượn dịp này cậu Tám đính hôn để Chí Kiêm và cô cháu gì mà phá vỡ lớp băng. Chú, ý tưởng này của chú cũng khá hay đấy. Có điều cháu thấy chuyện này phải tính kế lâu dài. Dù sao lớp băng giữa chú và Thầy Ninh cũng vẫn chưa tan mà. Tính kế lâu dài, đã tính kế hơn 20 năm rồi. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Lưu Tranh à, chú xin cháu đấy. Chuyện này vợ ơi, đến bệnh viện rồi, cố lên nhé. Bác sĩ, sao thế? Vợ tôi hôn mê rồi. Anh đừng cuống như vậy. Anh nói xem cối bị sao? Cối là sản phụ nhiều tuổi, mấy hôm nay cối đau đầu lắm, nôn nhiều nữa. Thông báo khoa sản, khoa ngoại thần kinh qua hội chẩn. Vâng, bác sĩ, liệu vợ tôi có bị gì không? Bác sĩ Ngô, Thành Ninh chưa phẫu thuật xong à? Vẫn chưa. Khoa cấp cứu mới có một sản phụ. Khoa ngoại nói khoa ngoại thần kinh mình cử một người đi hội chẩn. Bác sĩ Trình, anh có thời gian không? Có, đi. Khoa sản gọi khoa ngoại thần kinh mình đi hội chẩn sao? Đi nào. Bác sĩ, cô ấy thuộc trường hợp nào thế? Tôi bên khoa sản. Được, cô vào trước đi. Bác sĩ Trình, tình hình thế nào? Sản phụ cao tuổi, tăng huyết áp thai kỳ. Lúc đưa vào đã bị hôn mê rồi. Giờ nhịp tim hơi thở đã trở lại bình thường, nhưng huyết áp thì không hạ. Đây là việc của khoa sản mà, sao được gọi chúng tôi? Người nhà nói gần đây bệnh nhân thường xuyên đau đầu dữ dội. Bệnh nhân còn kèm theo triệu chứng nôn thốc nôn tháo. Bệnh nhân bao nhiêu tuổi rồi? 39 tuổi. Thai được mấy tuần rồi? 22 tuần. Lát nữa sắp xếp chụp cộng hưởng từ. Bác sĩ, tôi nghe nói chụp cộng hưởng từ sẽ có bức xạ, liệu có tốt cho đứa bé không? Anh yên tâm, không sao đâu. Đi xem bệnh nhân thế nào đã. Nhìn thấy rồi chứ? Khối u không nhỏ, nhìn hình dạng cũng không mấy lạc quan. Vậy tình huống kiểu này xử lý thế nào? Phẫu thuật sớm. Nhưng chị gái đó đang có bầu mà. Giờ chỉ có thể phá thai thôi, bỏ đứa bé ra trước. Nhưng đã 22 tuần rồi. Đúng là 22 tuần rồi. Nhưng người này là sản phụ cao tuổi, vừa huyết áp cao vừa bị u não. Không thể vì sinh một đứa con mà không cần cả mạng sống chứ. Dù tôi có chết, tôi cũng phải sinh ra đứa con này. Chị Khoan hãy kích động. Chắc chị vẫn chưa nắm rõ về tình hình sức khỏe của mình. Để tôi nói lại căn bệnh của chị nhé. Tăng huyết áp thai kỳ mức độ nặng. Chắc giờ chị đã xuất hiện một loại triệu chứng và phản ứng như chóng mặt, đau đầu, đau bụng, thở gấp, mắt mờ, tức ngực, tim đập mạnh, nôn nao mắc ói rồi nhỉ. Đó còn chưa phải điều nghiêm trọng nhất đâu. Nghiêm trọng nhất là khu vực trung tâm não của chị đã mọc một khối u. Hiện giờ đường kính khối u đã vượt 5cm. Nếu còn tiếp tục để đó thì hậu quả sẽ khôn lường. Sẽ thế nào ạ? Sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bác sĩ, vậy chúng tôi nên làm sao đây? Tôi kiến nghị dừng sinh nở ngay lập tức, tiến hành hóa trị và phẫu thuật mở sọ. Không được, đứa bé này tôi nhất định phải sinh. Chị Lý, chị đừng kích động vội. Tôi nghĩ chị vẫn nên cân nhắc thêm. Con mất rồi có thể sinh lại, nhưng mẹ mà mất rồi thì chẳng còn gì nữa. Cô có biết tôi có đứa con này khó thế nào không? Nếu đứa con này mà mất đi thì sau này tôi sẽ không sinh được nữa. Tôi biết. Nhưng bây giờ khoa học phát triển như vậy, sẽ có cách thôi mà. Đừng nhắc đến khoa học với tôi. Tôi đã làm thụ tinh ống nghiệm suốt 5 năm mới có được đứa con này. Chị đừng kích động vội. Tiểu Mỹ, đo huyết áp cho bệnh nhân chút đi. Đừng kích động. Chị nghỉ ngơi đi. Chúng tôi về thảo luận một chút. Phải giữ cho tâm trạng ổn định. Đi thôi nào. Bà chị này nghĩ gì vậy chứ? Đã ra nông nỗi đó rồi mà vẫn đòi một mực sinh con. Còn nghĩ thế nào được nữa? Nhất định mấy đứa trước đều là con gái, nên lần này liều chết cũng phải đẻ một bé trai. Mấy chuyện này anh gặp nhiều rồi.
Nguyễn Liêu Tranh, chẳng phải thường ngày cô cũng giỏi nói lý lẽ sao? Sao vừa rồi không nói gì vậy? Tôi đang nghĩ là chắc chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Chắc là chị ấy có nỗi khổ gì đó khó nói. Có nỗi khổ gì được? Bất chấp mạng sống cũng phải đẻ đứa con này ra. Nhất định là ở nhà có ngai vàng cần thừa kế rồi. Thế này đi, để tôi kể lại chuyện này cho thầy Ninh nghe, xem anh ấy nghĩ thế nào. Cậu ấy thì nghĩ thế nào được? Anh quá hiểu lão Ninh ấy chứ. Thể nào cậu ấy cũng bảo bác sĩ chỉ có thể góp ý cho bệnh nhân, người cuối cùng ra quyết định vẫn là bản thân bệnh nhân. Thầy Ninh đó có lý đấy chứ. Có lý. Vậy thầy Trình nói thì không có lý sao? Là bác sĩ thì phải có chủ kiến riêng. Bác sĩ chỉ có thể góp ý thôi. Người cuối cùng ra quyết định vẫn phải là bản thân bệnh nhân. Đúng là hệt như bác sĩ Trình dự đoán. Quyết định của bệnh nhân, chúng ta ngoài tôn trọng ra cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. À đúng rồi, cậu Tám ở viện các anh cuối tuần đính hôn, chú bảo em đưa thiệp mời cho anh. Cậu Tám điện cho anh rồi. Anh sẽ đi chứ? Đi. Gì nhỉ? Cô Lưu cũng sẽ đi đấy. Việc khó nhất trên đời chính là ra quyết định. Còn phải để bệnh nhân và người nhà tự mình ra quyết định. Em dặn anh này, trong buổi tiệc đính hôn đó, anh đừng tỏ thái độ đấy. Cậu Tám chịu chi quá nhỉ? Lễ đính hôn thôi mà làm khách sạn to thế này à? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nào, vào trong đi. Được rồi, được rồi. Ninh Chí Khiêm, Nguyễn Lưu Tranh. Vâng ạ, cảm ơn. Em không phải căng thẳng đâu. Lần trước hai đứa mình kết hôn, cậu Tám bận việc không đến cho nên không biết em đâu. Cậu Tám, anh Sáu, cuối cùng thằng Danh này cũng lấy vợ rồi. Mặc bộ này đẹp trai đấy chứ sao? Dai Dai, đây là anh Sáu, chào anh đi. Chào anh Sáu ạ, chúc mừng, chúc mừng. Chắc đây là chị dâu hả? Đúng rồi, chị dâu xinh quá, đứng cạnh anh Sáu đẹp đôi ghê. Anh Sáu, chị dâu, hai người vào đi, chú và mọi người đến rồi đấy. Được. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Sao đây? Còn muốn chối vụ tối hôm đó hả? Năm đó chúng ta kết hôn, cậu Tám thì không gặp được em, nhưng họ hàng của bố anh đã gặp em hết rồi còn gì. Không phải chứ, đã 7 năm rồi, mấy ông bà già đó còn ai nhớ được em? Em hỏi anh này, vừa nãy cậu Tám gọi anh là anh Sáu, hai người và anh Tiêu Nhị có phải họ hàng không? Không tính là họ hàng. Hồi nhỏ lớn lên bên nhau thôi. Cách nghĩa là anh em khác dòng họ. Anh xếp thứ 6 cho nên gọi là anh Sáu. Sao vậy? Đậm chất giang hồ quá nhỉ. Nhìn Chí Khiêm bây giờ xem, giỏi giang quá. Phải đấy. Chủ nhiệm của bệnh viện hạng 3 Giang Thành. Ai mà chẳng phải nhờ vả tôn thờ. Sau này chúng ta còn phải nhờ Chí Khiêm giúp đỡ đấy. Dù nó có giỏi giang đến mấy thì cũng là mấy chú thím đây chứng kiến nó trưởng thành. Sau này mọi người mà có việc gì nói với tôi, tôi sẽ bảo nó là liệu ổn thỏa hết cho mọi người. Nhưng tôi vẫn mong đừng tìm nó là tốt nhất. Cậu Sáu, anh Sáu, ngồi đi. Chú Ninh, Lưu Tranh, Khiêm Khiêm, dẫn theo bạn nữ đến hả? Mau lên giới thiệu một chút đi. Tôi tên là Nguyễn Lưu Tranh, làm ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện Bắc Nhã. Thầy Ninh là người hướng dẫn tôi. Anh hai thèm gặp rồi, cũng quen. Anh không giới thiệu nữa nhé. Đây là cậu Ba, chào anh Ba. Cậu Tư, chào anh Tư. Cậu Năm, chào anh Năm. Cậu Sáu, cậu Bảy, anh Bảy. Vậy hai đứa chúng tôi ngồi với mọi người nhé. Không có chỗ cho em. Chen một chút vẫn ngồi vừa mà. Không có chỗ cho em đâu. Ông già ở đó mà.
Nào nào, ngồi kia ngồi kia. Nào nào, mau lên, ngồi đi. Đây mới là chỗ của em chứ. Các cô, các chú, lâu lắm rồi không gặp. Mình nâng ly nhá, chúc nhau một chút nào. Bé Tranh, chẳng mấy khi em đến, để anh giải thích cho em tại sao lại gọi là 12 thiếu gia phố Chính Đông. Thời đó, bọn anh khét tiếng Giang Châu. Tại sao? Anh cả uống giỏi, anh hay đây chém gió giỏi. Cậu ba chạy giỏi, cậu tư văn giỏi, cậu năm diễn giỏi. Cậu sáu thì... Anh nói em nghe, cậu sáu là đỉnh nhất. Sao vậy? Cậu sáu đánh giỏi. Thời đó, cứ hết bọn anh đánh nhau, dẫn theo cậu ấy là cứ như dẫn theo một con ngao Tây Tạng vậy. Tất cả mọi người hễ nghe tên cậu sáu là vắt chân bỏ chạy. Cậu hai, dừng dừng. Đó là chuyện dĩ vãng rồi. Được rồi, được rồi. Mấy đứa về bàn ăn đi. Lát nữa nhá. Lát nữa em sang uống rượu với mọi người. Uống vui nhá. Chí Khiêm đã cao thế này rồi à? Hồi nhỏ chú suốt ngày cõng cháu. Cháu còn nhớ chú Triệu chứ? Dạ nhớ, dạ nhớ. Đây là bạn gái của Chí Khiêm hả? Trông quen quá. Giống vợ cũ của nó ghê. Thế ạ? Chú cố tình xếp cho hai đứa ở đây đấy. Nếu mà ngồi cùng bàn với mấy anh em kia thì không bị bọn nó chuốc say mới lạ. Vẫn là chú nghĩ chu đáo. Nào, ăn đi. Mấy đứa ngồi đi. Tôi đến muộn rồi. Đến rồi hả? Ngồi đi, ngồi đi. Cô Lưu. Lưu Tranh ở đây hả? Lâu rồi không gặp, ngày càng đằm thắm hơn đấy. Cảm ơn cô. Hôm nay cậu Tám đính hôn. Hai đứa thì chừng nào mới tổ chức đây? Việc riêng của chúng tôi không phải người ngoài phải bận tâm đâu. Anh bị sao vậy? Mọi người ăn đi, đông người thế này mà. Bà ta đến sao không nói với anh? Sao lại chưa nói? Em nói lúc nào? Hôm nay người ta đính hôn, anh đừng có dở thói với em đấy. Ăn thêm rau đi. Thi thoảng ăn một lần không sao đâu. Hơn nữa hôm nay vui mà. Vui thì vẫn phải chăm lo sức khỏe chứ. Được rồi, được rồi. Rõ là. Uống thuốc. Nhiệt độ nước ổn không? Ổn ổn, không sao. Lão Ninh, anh em mình cạn một ly nhé. Nào, cụng đi. Xin lỗi. Lão Ninh nhà tôi huyết áp cao. Bác sĩ dặn rồi không được uống rượu. Hôm nay cậu Tám đính hôn, dịp vui mà. Sao mà không uống được chứ? Chí Khiêm, con là bác sĩ. Con nói xem bố con có uống rượu được không? Uống hay không là việc của ông ấy. Tôi không quản được. Ý của Chí Khiêm là anh muốn làm gì thế? Muốn uống thì uống. Nào, cụng ly. Nào nào. Nào. Thôi được rồi, được rồi. Bà làm gì vậy? Đủ rồi. Cô Lưu à? Không sao. Nào, hôm nay phần của Lão Ninh tôi sẽ uống thay hết. Tôi cạn trước nhé. Được rồi. Nào, uống đi, uống đi. Thật ngại quá, thật ngại quá. Ăn đi. Cháu ra ngoài một chút. Nào anh hai, anh ba, anh tư. Hôm nay em lái xe, dùng nước thay rượu nhé. Mình ăn đi, mình ăn đi.